bắp cải nè bà con, đây cải bóng nữa nè bà con, đây đó cải bóng nữa nè nghe, đó rồi ở đây thì bắp cải nha bà con ấy à, để bay mình thế, đây cải cà na nghe, lên rồi cải gỗ, nó thọt cái nó đủ cái gỗ, đây sen luôn bà con, đây đây đủ sen nè nghe, ê sen đó bà con, này củ sen. Đây dưa sen nè, dưa bằng bòn rồi nè. Người ba bên đây thì bánh mì. Trời má ơi bánh mì. Trời ơi. Ông nội. Trời má bánh mì. Ê đậu ơi. Bán gì á? Trời ơi. Ông vô bắt tay thôi vô coi. Ơi. Bắt tay cái anh Thanh Kiều, Thanh Kiều, Thanh Kiều, Thanh Kiều, Thanh Thảo ơi. Dạ lên 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 luôn vậy. Ê tao lên với cái bậy. Ê tao lên cái. Đây là có cái nón bài thơ luôn. Thảo Sương tin vua mình tới luôn. Đây. Đâu đây. Đây, cái nón bài thơ bà con. Đây. Rồi che nón bài thơ đây gì nè. Nó mượn cái nón. Cái nón đây. Đây đây. Cái đội nón người ta đổi này nè. Ta đổi này. Đây đây nè. Ở đây cũng được nè bà con. Đấy, thấy chưa? Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không mày? Thì ở đây nè, với là ai đi du lịch, khu du lịch mà bán nước mía ở đây là giải khát. Với là nước mía nè, C2 đồ, rồi 247 đồ có đầy đủ bà con, sà tin đồ này kia nọ đó. Như là cái đây là giải khát nè bà con. Đó, sà tin C2 nè, trà xanh nè, năm bò von cái gì có hết trơn, bò cũng đâu có bà con, đủ tế trơn luôn là đủ ở đây luôn á. Bà sợ đó sắp sợ đại bằng nhâm buôn thét bác chơi kêu kêu chơi hai nhâm chơi vì sao anh nhâm bò này mất chơi vì sao cái này là thấp chưa. Cái đây là bánh cháo bà con, đây là cháo đặc sản, đây cháo này cháo là này là làm bằng đậu xanh đó, thấy không đậu xanh đâu phải đó đậu nành lít này sắp con ha sắp con này bà con ha sắp con này bằng con ha sắp con mà chưa tin đĩa nó liền xa đĩa nè xa trên kiểu năm chục xin mời bà con của bác đem vô để với bãi đi vô mua một keo thì tặng cho một keo tinh tiền hai keo bánh tráng nè bánh tráng được không ăn được cái bánh tráng ăn được không ngon ngon nè ngon ngon bánh tráng nữa ngon cái nữa ngon ngon đó nha bà con bánh tráng nữa bánh tráng màu xanh nè bà con ăn sợ rồi rồi cho ba chai nước thật ăn bánh bánh mì không con này bà con đây món này nữa chắc là được chạy đầu luôn chạy đầu luôn nè nhà xe nè trong nhà xe đủ với trong nhà xe cũng được cái Hải Dương không Hải Dương ở bên Hà Phòng Hải Dương ở đâu ở dưới Hà Phòng ngay rồi Thảo Sương cũng chào bà con cô bác. Bữa nay Thảo Sương mời bà con cô bác đi qua vô bên chùa Trang Kiệu. Thì bữa nay là ngày 30 tháng 4 đó bà con. Thì qua bên đây coi tham quan, coi bà con lên đây tham quan lại trong chùa đây là nhiều không ạ? Ít xin mời bà con cô bác đi vô chợ trong bên đây. Với cái chú anh chị thì đây là ngày lễ 30 tháng 4 đó. Thì cũng với bà con cô bác đến đây một phần thì tham quan khu du lịch chùa Chén Kiệu tại thành phố Sóc Trăng, thì bà con đến đây cũng rất là đông ha. Thì bữa nay Bình cùng với cô Thảo Sương đến chùa Chén Kiệu để review cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác được thấy ha. Trời ơi quá trời là đặc sản nè bà con, qua đây đấy, mấy đứa em gái bán nè ngon lắm đây nè, qua đây nè bán đây, đây bánh bia bán sao vậy em, bánh bia bán sao đây, bánh bia bán sao vậy đó một chục mấy ngàn chục cho ý đủ 6.000 không có bay em đâu khỏi lọ để quán cá cho dạ dạ chị ở đây có bán cải nữa chưa hả chưa anh hồi nó phải ra rồi chưa đây được chưa hả ơi qua chút rồi người cải bán sao vậy nè bắp cải nè bà con đây cải bóng nữa nè bà con đây đó cải bóng nữa nè nghe đó rồi ở đây thì bắp cải nha bà con ấy à để bay mình thế đây cải cà na nghe lên rồi cải gỗ nó thọt cái nó đủ cái gỗ đây sen luôn bà con đây đây đủ sen nè nghe ê
sen đó bà con. Ừ, là củ sen. Ừ, đây dưa sen nè, dưa bằng bòn rồi nè. Ừ. Ừ. Wow. Lô. Ở đây là dưa bòn bòn nè bà con. Ừ. Ừ nè, đó. Bòn bòn chua không đó bà con. Thì đây. Ừ. Người ba bên đây thì bánh mì. Trời má ốc bánh mì. Đầy nữa thôi. Ông nội mua cây mà bánh mì. Đi bấy. Yeah. Nè có mẹ thải luôn rồi đó. Khô luôn rồi đó. Đặt sẵn không nè. Có khô luôn. Ê đậu ơi. Bán gì á. Thôi chưa có bắt tay thôi chưa ơi. Ê bắt tay cái anh. Thanh Kiều. Rồi Thanh Kiều. Ê Thảo ơi. Tì đó. Rồi vô đây dài đây bà con. Khúc này là khúc bên xe nè. Rồi ở trong này cũng có chợ nữa. Đó. Ừ. Thì ngày lễ thì giờ này cũng còn rất là sớm ha. Ừ, cũng sớm rồi. Quý bà con cô bác thì đó. Chưa mới thì đến đông ha. Đúng rồi. Nhưng mà thấy nhà xe ở đây cũng rất là rộng rãi ha. Đúng rồi đó. Ừ, nhà xe thì cũng có bà con bán bên kia. Cũng bán đồ ở trong đó cũng nhiều lắm. Nhiều ha. Chờ thì cũng mời bà con cô bác đi qua bên trong này coi. Đó, đi xem cho bà con cô bác để như là người ta qua đây là người ta đi du lịch, người ta có ghe dừng chân tại chợ trên kiểu này nè, người ta có mua về ơ. Dạ. Đây. Dạ, lên luôn kìa. Ê tao lên với cái bảy. Ê tao lên cái. Nè đi. Ơi. Đó. Đó bán đó bà con. Đó. Vô. Đó. Đó. Đây. Đây. Lễ 30 tháng 4 đó bà con. Thì lễ bữa nay lễ 30 tháng 4 nè. Thì đã ở đây đây, đây người ta bán bà con đó, đầy đủ bà con. Như là cái quạt đồ. Nhờ cái đây quạt nè. Đây là có cái quạt nè bà con. Đó, như là mình đi xe rồi mình rồi có vụ che nữa, cái dù nè bà con. Cái dù che rồi có cái non che đủ nữa. Đi. Rồi có cái nón nữa. Quạt này quạt kìa. Cái nào không biết. Đây là có cái nón bài thơ luôn. Thảo Sương tin vua một tay luôn. Đây. Đâu đây. Đây, cái nón bài thơ bà con. Đây, đó, thấy chưa? Đó. Thì ở đây có đầy đủ bà con đã. Ủa có giỏ sách nữa đây. Ừ. Đó, đầy đủ nhóc luôn nè bà con. Ừ. Ở đây nữa thì có chị em bà con cô bác nào có thiếu như là cái đồ ganh đi bán xin sáo đồ với bán rau cải rồi đây. Đó, tôi gánh đây vậy luôn đó. Rồi che nón bài thơ đi gì nè. Không, 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 cái nón ha. Đây, đây. Cái đội nón, người ta đội cái này nè. Ta đội này. Đây, đây nè. Ở đây cũng được nè bà con. Đấy, thấy chưa? Đẹp không, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không mày? À, bệnh á. Đấy. Ở đây là cái thủ công ở đây. Thủ công người ta bán để dành... như là anh em người ta đi du lịch người ta mua để dành chứng nhà để xem đồ để xài đồ bà con cô bác cái gỗ đồ này kia nọ thì ở đây nè chỗ điểm khu du lịch chùa Chén Kiểu Sóc Trăng đó bao gồm là đồ thủ công nè đồ thủ công đồ không đây cấm diễn dừa rồi nè bà con đây là làm tự tay đây nè cái gáo dừa múc nước rồi nè bà con đó thấy không múc nước ta uống rồi nè thấy không đây. Thì có chiếc xe nữa như là ai có đi du lịch không có gì là có xe chở đi luôn bà con. Chạy sao? Chạy đi luôn. Chạy luôn ra. Đó. Thì ở đây nước mía luôn bà con. Trái gì? Dạ hả? Trái gì? Cái này dừa nè, dừa mà người ta làm lại. Nước chấm cứt bò. Đây dở lên đó, thấy không? Cái này là làm cái như là cái ấm nước nước chấm cứt bò đó bà con. Thì ở đây nè, như là ai đi du lịch, khu du lịch mà bán nước mía ở đây là giải khát. Như là nước mía nè, C2 đồ. Rồi 247 đều có đầy đủ bà con, sà tin đồ này kia nọ đó. Như là cái đây là giải khát nè bà con. Đó, sà tin C2 nè, trà xanh nè, năm bà von, cái gì có hết trơn, bò cũng đâu có bà con, cái đủ tết trơn luôn là đủ ở đây luôn. Đó, đó. Rồi nước mía rồi đó bà con. Ừ. Ở đây có gì vậy? Hồi nãy có lộn. Đó. Đó, pin pe nè, ở đây nè có luôn bà con. Nè, có trà lụa, ở này đường thúc nốt. Nó thốt nốt phải không? Thốt nốt cái này thốt nốt đường. Ừ. Hay sao thốt nốt? Hay thốt nốt để nhảy thốt nốt nè. Dễ à đấy. Bình. Rồi cái này là thập dừa. Có đầy đủ bà con. À bà phải đó, sắp đại ba. Thôi một lon lon lon. Nhâm buôn thẹt. Thẹt á. Bác.
chơi kêu kìa chơi hai nhóm chơi vì sao lấy nhóm bằng hay mất chơi vì sao chủ đây là cái này đúng rồi đó ở đây thì có bánh bía đồ này kia nở bà không bánh bía đặc sản ở đây trong khu du lịch cái này là thập dừa cái đây là thập dừa thì chao đó được rồi đây là chao cái đây là bánh cháo bà con ở đây là cháo đặc sản đây cháo là này là làm bằng đậu xanh đó, thấy không đậu xanh đâu phải đó đậu nành click này đậu nành đậu nành một hũ nhiêu hả 50 cái nhiêu không biết 50 phải hay là nhiêu 50 ngàn đó thấy không hũ 50 ngàn đó bà con ha sapon đó bà con ha sapon đó bà con ha sapon mà chưa tin nữa nó liền xa nữa nè xa cho anh Kiểu 50 xin mời bà con cứ bắt đem vô để với bãi đi vô mua một keo thì tặng cho một keo tinh tiền hai keo nè chơi mà hôn dễ nữa dễ đó bánh nữa dễ tại quốc của đã sớm cái gì vậy cái này là dưa chua nên dưa cài đậu ăn chay đừng có thái cho ta ơi đừng có dưỡng được ơi đúng rồi uống rượu ta ăn chay bánh tráng hả đây là bánh tráng nè bánh tráng được không ăn được á bánh tráng ăn được á ngon hả đây bánh tráng nè bánh tráng nữa ngon cái nữa ngon quá nha bà con bánh tráng màu xanh nè bà con ăn sợ chị cũng ăn nhỏ ngỏ với cái anh chị khi mà mình đi vô một vòng á thì đi chủ quán ở đây thì chủ rất là bến cho tình và con thảo xương và anh em bên cạnh đó thì cũng gửi cho ba chai nước thật nhiều ăn bánh miệng không nắng đỡ được không bà con? Nắng được không? 300 hả? Mê đúng biết được cô bác anh chị ơi, mày vô. Cao nữa đi. Rồi cao, nè nè. Đi bảo không? Uống nước nè. Uống rồi kìa, phải cho kìa. Uống đi. Dạ, cảm ơn nha. Ngon vậy. Ngon. Nói chung là bà con còn ổn chơi mà hôn anh chồng thuộc á bây giờ chị chỉ cho ăn hai miếng rồi mà đã hết hai nửa ổ anh mày rồi ngon quá ha chưa đi qua bên đây đi đủ cả chồng nghe có đây là có em bình nước ly nước luôn nè bà con đây mỗi này nữa chắc được cởi đầu luôn cởi đầu luôn nè bình có đầy đủ bà con cái nón nè đây là khu du lịch đó nói chung là đồ thì làm thủ công không à thì nói chung bán đồ buôn bán đây nhiều luôn ha biết chưa chị đây là đồ thủ công không nè cái này để làm gì vậy để làm massage hả massage da mặt thôi biết chưa chị massage da mặt thôi 4 ngàn massage sao massage quá đẹp bạn đi phê có cua biển nữa bà con nè cua bự nữa nè này cua hoàng đế là trong này nè đấy đó cái này cua biển nè ăn không ăn miếng đi ăn đem mua đi thì biết cái chú anh chị đây là trong cái điểm khu du lịch tại chùa Chén Kiểu tại thành phố Sóc Trăng đó thì nói chung là dạ đúng rồi để điện thoại đó cô này để điện thoại nói chung là rất là ok luôn nè đó đây đó giống như mình đang làm việc văn phòng đó đó để sao cũng được hết á nó rất là ok luôn đó cô mua dùng đi một cái có 40 ngàn à 40 ngàn à không này làm bằng thủ công á chắc lắm nói chung là nó rất chắc thầy lấy hình này đi đẹp hơn nè có trái tim nó 70 cái đó 70 ship được luôn cái này mình ship lại được luôn ship được không đó rất là gọn luôn cô
này mình giống như trong văn phòng mình đang làm việc đó thì mình để trên bàn vậy, mình gác điện thoại vô. Thấy nó đẹp hả? Cô thích cái nào cô? Sắp sửa bài sắp trăng. Bán đâu? Thích cái nào lấy dùng con gái đi. Nè 40.000 rồi. Tháng ngoài vậy. Tháng mấy rồi? Rồi. Đó để điện thoại vậy nè. Nó rất là tiện luôn á cô. Đó. Dạ. Xếp rất là gọn gàng luôn á. Đây có luôn. Cái cối xây luôn. Này gói đạp. Ở đây thì nói chung là làm rất là đẹp luôn. Ôi chú anh chị. Mô tô. Rồi đó. Từ trắng kiểu rồi. Wow, có mô tô luôn, mô tô rất là đẹp luôn á. Mô tô đó. Đây mô tô nè, làm bằng thủ công luôn á. Quá đẹp luôn á chú anh chị. Cô là Sương lái được không? Không. Lái được không? Không. Xe rất là đẹp luôn ha. Thì chiếc xe này giá thì nó chỉ có 320 ngàn thôi biết chú anh chị. Giá thì có 320 ngàn thôi. Dạ. Nguyên một chiếc tàu của cô Thảo Sương, chở cô Thảo Sương đi chỉ có 1.400.000 thôi biết chú anh chị, rất là lớn luôn. Nguyên chiếc tàu, nói chung là mình để chỗ văn phòng mình làm việc á, hoặc là trên bàn này kia mình ngồi uống cà phê pháo cũng để rất là đẹp luôn ha. Trang trí á chỉ có 1.400.000 thôi biết chú anh chị, đúng không anh? Dạ. Chiếc nhỏ thì 160.000. À cũng có này, chiếc nhỏ luôn 160.000 ha. Cũng đẹp lắm nè, một cái này 120. Cái này 120 này phải không? 1.200.000. 1.200.000. Nhỏ lên lại đi. Cái đây nè là 1.200.000 nè bà con. Đó, miếng gốc dừa nè. Này, nguyên gốc luôn á. Ừ. Có bình trà luôn kìa. Luôn bà con. Đây là 1.200.000. Đó. Lại tốt luôn bà con. Cô lựa mua giùm con cái đi cô. 40.000. Đó. Đầy lắm. 40.000 hả cô? Đó. Có dao dừa đồ nè, có đầy đủ đủ. Đầy có được. Đó, vừa review vừa bán đồ luôn quý chú anh chị. 40k. Đâu để bọc coi. 40k. 40.000. 40.000. Dạ. Yeah. Bột giùm á. Cái này cái này à massage lưng, massage lưng xương sống sẵn càng cái này kia nở nhiều giờ đây đâu bảo dễ lúc đó đi tiếp thôi lúc đáng gì á cười cả này này cái gì á? Cái này dưa cải, dưa sắp bó, dưa muối. Dưa muối hả? Dưa muối hả? Ngon không? Bán được không? Dưa muối này ngon không? Ngon. Còn mà xuống. Ăn kìa, ăn kìa, ăn chả kìa, ăn chả. Giới thiệu chả luôn. Đây là chả ngon lắm bà con. Đây, chả đặc sản. Ở đây nè, có lạp xưởng luôn bà con. Thì lạp xưởng, ở đây là lạp xưởng gì, ở đâu vậy? Giờ sự chân muối quảng cáo ở đây thì chả ngon lắm bà con. Ở đây là buôn bán tại khu du lịch em nào qua du lịch chơi qua bên chùa Trang Kiểu thì ghe dừng chân tại chợ ở đây nè, vô thăm vô sâu sâu á bà con. Thì ở đây nè có bán tour sâu đây, trong nhà xe nè, trong nhà xe đủ với trong nhà xe cũng được. ngon. Thì ở đây nè đồ ăn chay nè bà con, đó một dãy luôn bà con nè, kéo chao rồi nè bà con. Chao nè, một hũ 50 phải không? Đúng rồi, nó có loại cao loại thấp. Loại cao loại thấp. Ăn hết đi, ăn hết đi, ăn hết đi, ăn chả hết luôn. Hết luôn, hết luôn. Bất khí nhai nhai nhanh 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 nhanh. Nhét vô, nhét vô, nhét vô. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon à. Ngon. Khoan 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 khoan. Ở đây 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 sập bao. Mắm mắm vô vô. Đúng rồi. Ông biết cái chú anh chị nói chung là đây buôn bán sạp, ở đây buôn bán rất là vui ha. Ủa bánh tráng đó, bánh bồng con. Ngon không? Ngon cái rộn cỏn thật không? Đây biết cái chú anh chị, đây là bánh phồng tôm buôn bán tại khu du lịch chùa Trang Kiểu ha. Đây cũng có tỏi ngon á, tỏi Hà Nội ha. Đó, ở đây thì tỏi hành tím, hành tím này chắc ở Vĩnh Châu à, hành tím Vĩnh Châu. Ở đây đủ. Hành tím Vĩnh Châu nè, anh chị.
Wow, có tỏi Bắc luôn hả? Có tỏi Bắc nữa nè. Ồ, tỏi Bắc nè quý anh chị, rất là ngon luôn nè. Xuất xứ từ Hải Dương qua ha. Cô biết Hải Dương không? Hải Dương ở bên Hà Phòng. Hải Dương ở đâu? Ở dưới Hà Phòng. Vì tình Ngọc đó. Ồ, ta buôn ba. Nói chung là bà con của bác xuống xe cũng ghé khu du lịch. Cũng bao giờ đây. Trời, đây là công biển này. Này là gì? Thì ba cái đồ mình nấu cái thuốc uống. Thuốc hả? Ừ, thuốc bắc đây nè. Bắc sao? Ăn rồi đó. Sen khô rồi nè bà con. Idol. Ôm tay chào. Ôm tay chào. Dạ. Dạ. Chào ạ. Hốt nước lèo sắp xanh mà tối. Hơi xe xanh hả? Bún nước lèo con xương ơi. Bún nước lèo rồi nè bà con. Cô đã xương đứng bán đây nè. Đây bún nước lèo nè bà con. Nè bún mâm nước lèo cái đầu cá ở Sóc Trăng nè bà con. Đó đầu cá lóc nè. Với có thịt heo quay với mực đờ đó nè. Nè với tép. Đó, tép hay tôm? Tôm, đó đặc sản của Sóc Trăng đó bà con. Tôm hay tép? Tôm tép. Mình đây là ớt đúng không? Ớt không? Ớt chanh rồi đầy đủ bà con. Ớt ớt cái chanh luôn phải không? Ừ, tao đã hẹn còn mình thu ớt cái chanh luôn hả bà con? Anh ơi cục sập đó. Thôi chốt 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 mà chốt. Ăn đưa vô miệng, đưa vô miệng, đưa ù ngay ngay. Bắt một cậu bình á. Nhớ mày không nhạc quá. Bắt nhạc. Vô ủa cô đi toilet hay gì? Bà mình bọc đường này đi nè. Bọc đường nào? Đường này đi nè. Đâu có đâu. Có đường đi. Qua đây.